hãng xe này đặt mục tiêu sở hữu một đội xe thuần điện vào năm 2040. Theo thông tin từ chuyên trang RideApart, mục tiêu này sẽ bao gồm toàn bộ sản phẩm xe hai bánh của Honda. Thông cáo của hãng cũng đề cập đến bộ pin Honda Mobile Power Pack E, HMPP như là một phần quan trọng của chiến lược điện hóa sắp tới. Nội dung báo cáo của Honda cũng khẳng định hãng xe Nhật Bản tin rằng EV là giải pháp hiệu quả nhất cho nhóm phương tiện giao thông cỡ nhỏ như xe máy và ô tô. Cũng theo xu hướng này, Honda tuyên bố một mẫu mô tô điện sắp được ra mắt trong thời gian tới, vận hành nhờ năng lượng cung cấp bởi hai pin HMPP. Năm ngoái, Honda từng trình làng mẫu mô tô điện M1e dành cho thị trường châu Âu, có khả năng vận hành tối đa 41,3 km khi đầy pin và tốc độ tối đa là 45 km/h.